Xin chào các em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em một số cách để chúng ta khắc phục lỗi khi mà kết nối với SQL Server. Cái cách đầu tiên mà các em hay bị gặp nhất đó là trường hợp là login vô cái server không được á. Thì các bạn xem lại như sau, thường là chúng ta thấy ở đây này, nó hiện cái tên tên máy tính và cái account. Thì ở trên đây mà cái tên chỗ server này này nó khác với cái tên này á. Thì bạn sẽ xem lại ha, bạn kiểm tra lại ở trong cái phần là property này, bạn chọn đây, fan đây, chọn computer name đây, đó là chọn trên đây, thì thấy cái tên này computer name này, thì bạn phải lấy được cái computer name này cho nó đúng với cái phần chỗ server đó, nó bạn dán vào đây, và thường là một cái xẻ cái ha, xẻ cái, thì cái SQL server mặc định mà chúng ta cài đặt được á, thì nó sẽ là SQL chữ hoa, SQL EX RESS đó, SQL đó. Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải xác định được là cái tên server nó phải đúng, là tên máy tính của mình ấy, computer name ấy. Thứ hai là sẹt SQL là cái phần mà mặc định chúng ta cài đặt SQL là nó là tên này. Rồi sau đó là một cái cách các bạn hay 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 login vô nữa, đó là các bạn hay trường hợp là hay cài mà cái chế độ là Windows Authentication, đó là chứng thực Windows ấy, để vô. Vô luôn ha, có trường hợp mà vô được rồi thì thôi ha, nếu mà không vô được ấy, thì chúng ta phải xem thêm một bước, đó là chúng ta mở trong SQL Server lên, nó có cái chỗ là đây này, cái config này, chỗ cái đỏ đỏ này đó, config SQL Server config manager đó, mở lên đây yes ha, các bạn xem thử coi là cái service này nó đã chạy chưa. Nếu mà cái service này nó bị tắt á, thì bạn phải start cái service lên, phải đảm bảo là cái service này nó phải chạy. Đó, nhiều bạn là login vô không được là do thứ hai là do cái service này nó tắt rồi, nó không có chạy được. Cho nên nếu mà service này nó tắt thì bạn phải start lên, nó chạy này, đang running này, đang chạy. Đó, nó chạy như thế này thì bạn sẽ login được. Thì đầu tiên bạn login mà các bạn hay hay vô nhất đó là chế độ login với chứng thực Windows, thì bạn login vô nhá, là vô bình thường đúng không? Đó. Nhưng mà trường hợp thứ hai là nhiều bạn vô bằng chứng thực Windows này mà quên đặt chế độ là thường là chúng ta sẽ đi vô bằng cái chế độ là có password á. Thì một số cái phần mềm mà chúng ta kết nối á, thì không thì người ta yêu cầu là bắt buộc phải chứng thực bắt buộc là phải có chế độ là chúng ta login bằng SA mới password đây này, chứ nó không phải là để mà chứng thực bằng Windows đâu. Cho nên trường hợp mà bạn nào mà đã lỡ cài đặt bằng Windows chứng thực Windows như thế này á, thì bạn cứ vô bình thường ha, vô bình thường xong bạn vô trong cái phần là phải chuột đây này, phải chuột vào trong cái SQL Server đây này, chọn property này. Thì nếu mà bạn chọn chế độ chứng thực Windows, nó mặc định là chỗ security này đó, lúc đầu nó sẽ như thế này đó, nó như thế này, thì bạn phải chuyển từ cái chứng thực Windows này thì sang cái chế độ là login với SQL Server and Windows Authentication Mode đó, là nó chế độ hai chế độ luôn, thì chứng thực Windows cũng được mà chế độ SQL Server cũng được luôn đó. Đó, cho nên các bạn chứng thực Windows cũng nghĩa là bạn login vô cái tài khoản Windows thành công rồi thì nó cho bạn vô thôi, như vậy là không bảo mật đâu. Thường là những cái phần mềm bên ngoài chúng ta biết là bắt buộc phải có cái chuỗi kết nối, có mật khẩu đó, tên server rồi mật khẩu, cái username là với mật khẩu. Cho nên các bạn chú ý là chúng ta sẽ sử dụng cái dạng này thường xuyên ha, ưu tiên cái dạng này. Nhưng mà nếu mà bạn đã lỡ chọn cái dạng này để cài đặt rồi thì bạn sẽ chuyển qua property, theo nó làm lại này, property của cái server này này đó, sau đó bạn chọn cho phần security này, chọn chuyển từ cái window authentication mode này chuyển qua cái này dạng dưới đây. Đó, ok ha. Sau khi ok rồi thì bạn vô trong phần tab security đây, cái phần security chọn login, thì lúc đó là cái tài khoản SA nó đang bị disable. Cho nên thứ nhất là bạn sẽ phải vô cái generate đây, bạn đổ mật khẩu lại và đặt lại mật khẩu. Sau đó bạn vô cái status này, bạn enable lên, lúc đầu nó sẽ là enable. Đó, bạn sẽ phải enable lên như thế này và nhấn ok. Đó, ok xong rồi bạn sẽ phải khởi động lại máy, nó hiện chế độ này rồi đúng không, ok rồi bạn sẽ khởi động lại máy, thì khi đó là bạn sẽ vô đăng nhập được hai chế độ luôn. Disconnect này, tôi thử lại cho bạn xem nhé. Thứ nhất là cái tên server là đúng rồi này, mặc định là SQLFS này, tôi vô bằng Windows chứng thực Windows cũng ok nhé. Đó, rồi tiếp theo là tôi có thể vô bằng cái dạng thứ hai, đó là vô bằng SA này, đó với mật khẩu của tôi này, đó là cái mật khẩu mà bạn có thể chọn chế độ lưu mật khẩu. Là cái mật khẩu nó mình xét lại trong property của cái tài khoản SA, property này nó vô bình thường ha. Đó, thường chúng ta sẽ vô cái dạng thứ hai này nhiều hơn,
Đó là tôi thấy cái cách mà các bạn hay bị lỗi nhất ấy, được chưa? Đó, tôi nói lại ha. Cách thứ nhất là coi chú ý cái tên server, thứ hai là coi được cái service SQL server nó chạy chưa, thứ ba là ngoài cái chứng thực Windows login một chứng thực Windows này thì bạn phải chuyển thêm là chứng thực với SQL này. Đó thì vô những cái cách các bạn quên thì bạn xem lại cái chỗ mà tôi nói đây đang liệt kê lại thôi, thì khi đó chúng ta sẽ thành công với các bước mà chúng ta xử lý ha. Còn một trường hợp đó là nhiều bạn nói là cái phần mà chỉnh sửa bảng đó, chỉnh sửa bảng mà trong SQL Server nó chặn nó không cho chỉnh sửa, thì bạn vô tool option đó, bạn chọn designer này, đây tool option này, tool này, option designer này, chỗ cái phần là đây này, các bạn phải bỏ cái dấu chọn này đi, thì khi đó bạn mới sửa được cái bảng đó, chứ không nó không cho sửa đâu. Mặc định thì cái dấu chọn nó đang chọn thì nó không cho bạn sửa, thế nên bạn phải bỏ dấu chọn này đi. Đó là tôi liệt kê lại những cái cách thức mà những cái lỗi mà các bạn hay hay gặp phải đối với cái chuyện là sử dụng SQL Server đó. Đó thì các bạn tham khảo thêm ha. Xin chào các bạn.